các bạn xem chương trình live stream buổi tối hôm nay. Hôm nay chủ đề hôm nay là chúng ta sẽ nói đến 10 cách để giúp cho chúng ta có thêm thu nhập. Có rất là nhiều chủ đề khác nhau các bạn. Từ từ từng bước thì mình sẽ nói từng cái chủ đề một. Thì 10 cách để tăng thêm thu nhập. Vậy thì nó liên quan đến tiền rồi. Tiền thì đúng là trong cuộc sống ai cũng cần tiền. Ai nói mà không cần tiền, không quan tâm tới tiền thì rõ ràng người đó chưa thực sự là nói thật với lòng mình thôi. Bởi vì có đồng tiền nó mới đạt được những mục tiêu trong cuộc sống. Và một điều chắc chắn rằng là để chúng ta có được gì chúng ta thực hiện được những cái tham vọng của mình, thực hiện được cái mục tiêu của mình, thực hiện được cái ước mơ của mình, thì cái điều đó chắc chắn nó sẽ liên quan đến tiền. Không có tiền chúng ta sẽ không làm được cái việc này đâu. Nên là những người mà họ không có tiền bạc thì họ không có đạt được những mục tiêu gì trong cuộc sống của họ. Bởi vì đi liền với những cái mục tiêu mà chúng ta đạt được đó là chúng ta phải có tiền, hoặc là chúng ta phải đạt được cái mục tiêu vào tài chính. Thì đằng sau đó chúng ta đạt những mục tiêu khác nó vô cùng dễ. Vậy thì cái kế hoạch cuộc đời của chúng ta thì nó đi liền với một cái kế hoạch, đó là kế hoạch về tiền. Nếu bạn nào đó nói vẽ lên một bức tranh là cái kế hoạch cuộc đời của mình là A là B là C, nhưng bạn chẳng có một cái kế hoạch để bạn tạo ra tiền để bạn đáp ứng đó, thì cái đó là cái điều mơ mộng thôi. Nó quá mơ mộng thôi. Những cái người đó là những cái người mà họ đang ngồi họ vẽ một cái bức tranh cho nó vui thôi. Làm gì có cái chuyện đó. Đạt được mục tiêu về tiền nó luôn đi liền với mục tiêu đó là mục tiêu tài chính. Đó là điều chắc chắn. Chỉ trừ những bạn gì những bạn nó sinh ra người ta gọi là chuột xe hũ nếp. Như thế nào là chuột xe hũ nếp? Đó là những cái người mà họ như thế nào? Họ sinh ra và ba mẹ họ quá giàu có rồi, và họ rớt vào cái gì họ rớt vào đúng cái hũ nếp. Thì lúc đó họ mới không cần thôi. Họ mới không cần cái mục tiêu tài chính thôi. Họ chỉ lo mục tiêu cuộc đời của họ thôi. Nó là để vẽ ra được một bức tranh cuộc đời thì đi liền với bức tranh cuộc đời đó là bức tranh về tài chính, mục tiêu về tài chính. Ok. Dạ thì hôm nay chúng ta sẽ nói đến cái chủ đề là 10 cái điều để chúng ta tăng thu nhập trong cuộc sống này. Và chương trình của chúng ta chỉ mới vừa bắt đầu thôi. Mới có hơn 2 phút thôi. Nên bây giờ chúng ta giới thiệu về chúng ta đi. Các bạn giới thiệu về. Thứ nhất là các bạn giới thiệu về họ tên của bạn. Thứ hai, các bạn giới thiệu là bạn đang ở lĩnh vực nào, ở khu vực nào, vùng miền nào, để mọi người cùng biết. Bạn nào ở tỉnh nào thì nói chúng ta ở tỉnh đó, để mình xem mình cũng biết các bạn đang ở đâu. Và mọi người xem trên đây cũng biết bạn đang ở đâu. Và cái thứ ba là bạn giới thiệu về bạn đang kinh doanh lĩnh vực nào, bạn làm lĩnh vực gì. Đang làm công thì nói chúng ta đang làm công. Đang làm kinh doanh thì nói chúng ta làm kinh doanh. Các bạn nào mà chưa đi làm kinh doanh gì thì cũng giới thiệu ra để cho mọi người cùng biết. Ngoài cái việc xem live stream để chúng ta biết, chúng ta kết nối với nhau, thì một điều với nhau nữa là chúng ta phải gì còn làm quen những người đang xem live stream này với nhau nữa. Ok, bây giờ các bạn làm ngay cái điều này đi. Làm ngay đi. Và cái điều tiếp theo nữa là các bạn hãy like cái trang của mình. Các bạn chia sẻ cái live stream của mình về nhà các bạn, để các bạn có dịp các bạn xem tới xem lui, để các bạn như thế nào, để các bạn biết, và ai đó họ vào họ xem, họ sẽ biết về các bạn, họ cũng biết về mình, và đó là các bạn đã góp phần gieo hạt để giúp cho chúng ta nó lan tỏa ra. Và bạn nào mà muốn xem live stream của mình liên tục thì ở bên kênh YouTube thì các bạn bấm vào cái nút đăng ký, rồi các bạn bấm vào cái chuông để khi nó có thì nó báo đến các bạn. Bạn nào bên kênh Facebook thì các bạn bấm vào cái nút là theo dõi live stream để gì, để khi có thì nó giới thiệu về nhà các bạn. Ok không ạ? Vậy thì hồi nãy giờ chúng ta nói rằng là chúng ta nói đến cái chuyện mà liên quan đến tiền. Tại sao đồng tiền nó lại quan trọng? Bởi vì 90% những gì liên quan trong cuộc sống này là nó liên quan đến tiền. Nên đồng tiền không những nó quan trọng mà nó cực kỳ quan trọng. Và người nào mà họ nói rằng đồng tiền không quan trọng là người đó họ chưa nhận thức được, hoặc là họ có nhận thức được nhưng mà họ không biết làm sao để có tiền thêm được hơn nữa hết.
nên là họ như thế nào ạ? Họ bực mình quá và họ nói đồng tiền không quan trọng để gì, để tự an ủi mình thôi. Các bạn thấy đất nước Venezuela mà kinh tế đang xuống và các bạn thấy không ạ? Và khủng hoảng nó đang rất là nặng các bạn thấy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì người dân thiếu tiền, mọi thứ đang thiếu tiền, cuộc sống thiếu tiền nó khổ cực lắm các bạn ạ. Và đi liền với kế hoạch cuộc đời đó là kế hoạch tài chánh. Chúng ta không có cái khả năng làm ra tài chánh, chúng ta không có một cái kế hoạch tài chánh bài bản để tạo ra đồng tiền bài bản thì kế hoạch cuộc đời chúng ta nó sẽ bị phá vỡ. Các bạn sẽ không đạt được mục tiêu gì hết. Các bạn đặt mục tiêu là các bạn đi du lịch thì cái việc đầu tiên thì cái mục tiêu đi du lịch là chúng ta có bao nhiêu tiền. Bởi vì mua vé máy bay cũng phải cần tiền. Các bạn đặt mục tiêu là các bạn mua một cái căn nhà thì cái điều đầu tiên nó cũng phải đi liền với cái đó là tiền. Làm sao để chúng ta làm ra được cái đồng tiền đó? Đi liền với cái hạch tài chánh, đi liền với cái hạch về tiền bạc, đó là cái hạch về tài chánh. Và chúng ta phải có cái năng lực đó. Và để đi liền với cái hạch tài chánh thì đó là cái hạch là tăng thu nhập và cái hạch tiêu, thu và chi. Chúng ta cần phải có những khả năng đó. Và nếu ai đó mà các bạn chưa có được những cái khả năng này thì các bạn phải nhìn nhận ra. Và nếu mà bạn vô tư về cách kiếm tiền quá hoặc là bạn không biết cách kiếm tiền thì gần như là bạn bất lực trong việc bạn đạt được những cái mục tiêu gì. Nó là phần lớn các bạn vỡ cái hạch cuộc đời của bạn, bạn không làm được A được B. Lý do duy nhất là bạn không làm ra được tiền. Em biết ơn thầy giúp em hiểu ra được nhiều vấn đề. Cảm ơn bạn Trương Nguyễn. Ok bạn Lĩnh Bùi. Vậy thì một trong những cái cách để chúng ta thu nhập, nếu cái thứ nhất các bạn ghi đi, yêu cầu tăng lương. Nếu mà bạn nào đang làm công ăn lương ở trong cái group mình đang chia sẻ đây, thứ nhất là yêu cầu tăng lương. Hãy mạnh dạn yêu cầu tăng lương đi. Hãy mạnh dạn yêu cầu tăng lương đi. Tuy nhiên nó phải đi liền với năng lực của các bạn đúng không ạ? Năng lực của các bạn mà tệ quá thì chả ai tăng lương cho các bạn đâu. Điều đầu tiên là yêu cầu tăng lương. Có một bạn, mình kể các bạn một cái câu chuyện này. Có một bạn, dĩ nhiên bây giờ đó bạn đó bạn ra làm anh doanh rồi, bạn đang làm cho cái thời đó là bạn đang làm cho một cái công ty của Nhật, là chuyên đi tìm nguồn hàng ở Việt Nam. Cái công ty Nhật đó làm nguồn hàng ở Việt Nam. Bạn chuyên đi tìm những cái nguồn hàng rồi xuất về Nhật cho cái công ty Nhật đó. Cái công ty Nhật đó nó qua Việt Nam, nó đi tìm cái nguồn hàng đó. Và bạn học cái lớp mình về, bạn học cái lớp mình về và bạn lên bạn xin ông sếp nghỉ. Bạn làm được đó 3 năm mà bạn đó là một trong những nhân sự rất là giỏi. Xin ông sếp nghỉ thì lương từ 20 mấy triệu ông sếp ông tăng lên 30 mấy triệu. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Vậy là đi học cái lớp mình là đi học cái lớp về làm chủ doanh nghiệp, về làm kinh doanh, nhưng mà lại không làm kinh doanh, được ông sếp tăng lên hơn 10 triệu. Bạn thấy tuyệt vời mà, tuyệt vời. Tất nhiên không ông chủ nào muốn tăng lương cho bạn hết. Tuy nhiên bạn là nhân sự mà có chất lượng thì bạn làm cái việc đó thì và hợp lý thì ông chủ ông sẵn sàng tăng lương. Ông thấy rằng là ông trả cho bạn đó 30 mấy triệu, ông vẫn còn có lãi thì ông vẫn cứ trả thôi. Và bạn đó kể cái câu chuyện của mình, bạn đó là học về chưa ra làm kinh doanh nhưng mà cũng có cái lợi là nó giúp cho gì ạ? Nó giúp cho thu nhập của bạn nó tăng lên. Một bạn khác làm cho hãng xe Audi, làm xe cho hãng xe Audi này, ở cái chỗ Lê Dũng á, các bạn chưa? Thì bạn đó hồi đó là đang làm là mức lương là 800 đô. Cái thời đó cách đây bạn đi học mình năm 2012. Và về nhà cũng quyết tâm ra làm kinh doanh nên là cũng nói với sếp là suy nghĩ. Và thế là sếp quyết định là tăng lương cho bạn 400 đô. Và thế là lên 1.200 đô là cái thời đó. Và thế là giữ lại luôn, không ra làm kinh doanh luôn. Và bạn đó thì là miết cho tới giờ vẫn không ra làm kinh doanh. Riêng cái bạn đầu đó thì sau một thời gian lãnh mức lương mà khoảng 30 mấy triệu một tháng đó, khoảng hơn 1 năm. Ok chưa? Chào thầy, năm nay vui lắm thầy ơi. Ok bạn tên Hương, năm nay tín hiệu rất là vui đúng không? Thì như thế nào ạ? Thì tự nhiên lương nó tăng lên. Lương bạn làm cho
Cái công ty Nhật đó là khoảng như vậy, nó cứ vậy và bạn cũng nhàm chán, bởi vì cái cuộc đời bạn đi làm công nó lâu rồi, chán quá, và thế là bắt đầu bạn mới từng bước bạn ra và làm kênh giờ. Dĩ nhiên bây giờ là cái công ty bạn cũng chuyên xuất hàng đi Nhật luôn và bạn làm rất là tuyệt vời. Chắc chắn là bạn Hương năm nay có những cái mà tuyệt vời rồi. Bạn bạn Hương năm nay có nhiều cái vui rồi. Bởi vì bạn Hương là một cô giáo, Hương là bạn sở hữu cái thương hiệu là Missy, mình hay gọi là Hương Missy. Bạn ra bạn là một cái cô giáo dạy cấp 1. Và khi mà đi học các chương trình của mình thì quyết định ra làm kinh doanh. Và bạn đang kinh doanh cho tới giờ là đã được 3 năm rồi. Và doanh số công ty của bạn, ok, doanh số công ty của các bạn là năm vừa rồi, năm 2018 cũng đã đạt được hơn chục tỷ. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời, bởi vì bạn làm việc rất là quyết tâm. Lợi nhuận thì mình không biết, nhưng mà doanh số công ty bạn nó là như vậy đó. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Nó rất rất là tuyệt vời. Quyết tâm làm nó là như vậy đó. Hôm nay mình sẽ có một cái điều này mình khoe với bạn, mình quên đi. Các bạn đợi mình chút xíu, mình khoe với bạn một điều này nó rất là đặc biệt. Mình khoe với các bạn đợi mình chút xíu ha, mình ra mình lấy vào. Ok chưa? Mình sẽ khoe các bạn, mình quên đi. Alo, cảm ơn các bạn rất là nhiều, rất là nhanh chóng thôi. Mình có một cái điều này, các bạn thấy trên mình đang cầm một cái tờ lịch, các bạn thấy chưa? Cái tờ lịch này là có hình của mình, của gia đình mình, ở dưới này là Action Group, kính tặng thầy Nguyễn Thái Duy, ok chưa ạ? Cái hình của mình, hôm nay thì nguyên một cái group là group Action, các bạn thấy chưa? Đây. Hình của mình cuối cùng vẫn chỉ có tình cảm gia đình là thứ tình yêu vô điều kiện duy nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Ok à, bạn lấy những cái câu mà bạn tích ở trên Facebook á, bạn thiết kế ra cái lịch này của cái nhóm Action. Chút xíu mình sẽ chỉ nhóm Action cho các bạn nghe, và bên này là cái tờ lịch, và phía bên này là hình của Bambi, các bạn thấy không ạ? Hình của Bambi. Hạnh phúc nào ở đâu xa, hạnh phúc ngay trong trái tim của bạn tôi, của bạn thôi, ok chưa? Rất là tuyệt vời, bạn thiết kế bạn làm rất là tuyệt vời. Tiếp theo là gì à? Cái hình này nữa, mọi thứ đơn thuần chỉ là chia sẻ và thấu hiểu, hạnh phúc sẽ là mãi mãi, ok chưa? Những cái lịch bạn làm, cái lịch đặc trưng cho cái của mình luôn. Và đây là cái hình của mình mới mình. Đối với cha, tình yêu thương đâu nhất thiết phải là nói ra. Ok, tuyệt vời mà. Hình đây là mình ẵm Bambi nè. Ở tại London nè, cái đường này là cái đường ngay dưới gầm cầu của cái cầu London ấy, cầu London rất là nổi tiếng Ok. Và đây là hình của mà Bambi với mẹ này đúng không? Với mẹ con mãi là đứa trẻ. Ok. Các bạn thấy tuyệt vời mà. Các bạn làm và cái hình này là cái hình là cái các bạn thấy cái trái bông kinh không ạ? Cái trái bông kinh, cái trái này là cái trái cái trái tiếng Anh nó gọi là trái bông kinh, và tiếng Việt của chúng ta nó gọi là cái trái bí đỏ. Cái trái bí đỏ thì cái hình này là cái hình ở London. Mùa hè cách đây 2 năm thì gia đình mình qua London, và hôm đó thì gia đình mình vào cái nông trại hái cái trái bơm kinh, cái trái bơm kinh, và các bạn đã sưu tập được. Các bạn ở đây, tình yêu càng lâu càng mất đi ý nghĩa, nhưng tình thương của bố mẹ thì ngược lại, càng lâu thì càng sâu đậm. Ok. Tuyệt vời đúng không các bạn? Rất là tuyệt vời. Cái hình này là cái hình hình của gia đình mình chụp ở trong cái đợt mà tụi mình đi. Cái này là đi ở ngoài cái vịnh ở Phan Rang, ở chỗ Ninh Chữ,
Ok không à? Tuyệt vời đúng không các bạn à? Và các bạn nói hạnh phúc là những điều đơn giản. Ok. Hình này là hình Bambi. Bambi lúc mới có 3-4 tuổi, cảm con hiếu thảo, cha mẹ vui, nhà hòa thuận, muôn việc thực hành. Ok, ở trên đây các bạn đã có chữ Be Training, tuyệt vời không ạ? Cái này là hình của mình đi Dubai. Hình này là hình ở Dubai, đang chụp ở Dubai. Cái cảnh hình này là đang ở trong sa mạc này các bạn à. Bạn sẽ không tìm được một nơi nào khác có thể sẵn sàng. Ok, từ chấm 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 chấm. Ok chưa? Yeah. Hình này là cả gia đình mình. Cái đây là cái tâm lịch. Hình này là cả gia đình mình. Ok, rất là tuyệt vời. Cái tấm hình này cũng ở London luôn. Rất là tuyệt vời. Thì cái lịch này ở đâu ra? Là của cái group Action Group. Action Group là cái group mà gồm có bạn Long Open là bạn leader cái group đó. Long Open thì hiện tại thì bạn đang là sở hữu cái công ty cho thuê xe và du lịch Open. Long Open, cái chữ Open là cái chữ mở tiếng Anh á. Cái bạn thứ hai là bạn Mai Thị Kiều Dung. Mai Thị Kiều Dung là cái người thiết kế ra cái quyển sách vượt biển lớn của mình á. Bạn nằm có quyển sách vượt biển lớn, các bạn đọc ở phía đằng sau á, lật ra cái trang bìa ở phía đằng sau các bạn thấy là người thiết kế là Mai Thị Kiều Dung. Ở phía đằng sau cái trang bìa, người chịu trách nhiệm thiết kế là Mai Thị Kiều Dung. Ok chưa? Và người trình bày thì bạn Đinh Thị Thanh Tuyền. Và cái bạn tiếp theo là có biệt danh là Huy Hoa Lan. Bạn Huy Hoa Lan thì trước đây là làm ở đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Và sau khi học các chương trình của mình thì bạn về bạn mở một cái doanh nghiệp là Hoa Lan. Bạn là một trong những cái người mà kinh doanh cực kỳ thành công. Hoa Lan thành công lắm. Bạn bán bây giờ bán số lượng rất là lớn và bán ra toàn quốc. Bạn tiếp theo nữa là bạn Thiện Akana. Thiện Mang Cửa Akana. Gia đình bạn Thiện và Quỳnh Mang Cửa Akana. Và bạn tiếp theo nữa là bạn gia đình của bạn Thủy, bạn Thủy Lê hay gọi là Thủy Lê, và bạn Long bên công ty cổ phần Đại Liên. Cái group của bạn còn nhiều bạn nữa, bạn Lê Tấn Đạt, mình hay gọi là Đạt Từ Kỷ, với bạn Ngân, hai vợ chồng bạn luôn. Thì các bạn thấy không ạ? Nguyên cái group này thì gọi là group Action. Hồi đó họ học chung đợt và đi chung trong một group BBBot và họ chơi cho tới giờ. Và vừa rồi nguyên group cùng làm cái tờ lịch này. Các bạn thấy nguyên group cùng làm cái tờ lịch này và tặng mình, thì mình rất là mình quý giá cái tờ lịch này. Và vừa rồi vừa mới đi ăn cơm với các group của các bạn, bạn xong vừa mới ăn cơm xong, ăn cơm ngay tức thì luôn, rồi các bạn về là mình lên mình live stream với các bạn. Đây là cái món quà mà mình muốn gửi đến các bạn. Các bạn thấy tuyệt vời mà, rất là tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời. Chúng ta tất cả những bạn này, bạn Huy á, thì lúc xưa là làm ở đài truyền hình kỹ thuật thuật số, khi gặp mình thì đang làm kinh doanh. Bạn Long á, thì lúc xưa đang làm Long Á Bình á, thì lúc xưa là đang làm trong công ty du lịch, học mình ra mở công ty. Thiện thì hồi kia mới vừa ở trong vòng tu ra và học mình và ra mở cái công ty Màn Cửa Akana. Thủy thì hồi kia là làm cô giáo dạy hóa cấp 3, học mình và thế là ra làm kinh doanh. Đạt thì hồi kia là sinh viên trường đại học trường đại học ngân hàng học năm cuối, và sau khi học chương trình của mình thì bây giờ ra làm business luôn. Bạn Mai Kiều Dung lúc xưa là làm giảng viên cho trường đại học Hoa Sen, và sau khi học các chương trình của mình và bây giờ là làm business luôn. Ok, các bạn thấy tuyệt vời mà. Tất cả những bạn đó là họ gắn bó với nhau qua 4-5 năm nay rồi, và họ trở thành những cái người thân của nhau rất là tuyệt vời. Bây giờ mình quay lại cái chủ đề một chút xíu. Vậy thì tăng lương, đề nghị sếp tăng lương, hoặc là với những người gì với những người gì các bạn ơi, với những bạn mà làm kinh doanh. Cảm ơn bạn Thanh Hương rất là nhiều, cảm ơn bạn Bùi Đình Phúc nhiều. Với những bạn làm kinh doanh thì làm sao để chúng ta tăng thu nhập? Các bạn hãy lên mục tiêu để tăng đơn hàng nhiều hơn. Ví dụ như bạn Thiện Màn Cửa Akana, năm đầu tiên ra kinh doanh, doanh thu bạn
cả một năm đó. Dĩ nhiên là tính từ giữa năm thôi, tại năm đầu 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 tiên đâu phải làm đầu đầu năm, thì doanh thu của năm đó bạn mới được có gì à, bạn mới có được khoảng 200 triệu à. Năm thứ hai doanh thu được 1 tỷ à, và năm thứ ba là doanh thu của bạn là được 3 tỷ mấy. Thì vừa rồi mới vừa ăn cơm với mình nè, bạn mới vừa ăn cơm với mình nè, và bà nói năm nay doanh thu của bạn xích xót 8 tỷ. Các bạn thấy tuyệt vời mà, rất là tuyệt vời à, rất là tuyệt vời. Và nếu mà bạn lãi 20% thôi, tính toán nếu mà bạn lãi được 20% thì có lẽ là lợi nhuận của bạn của năm vừa rồi là có phải là 1 tỷ 6 chưa à, các bạn thấy tuyệt vời đó. Và đó là lý do mà vừa rồi bạn mua được cái chiếc xe con thiện Akana à, các bạn thấy chưa, đó là cái cách để mà chúng ta tăng thu nhập à, đang làm công thì hãy như thế nào à, hãy tập trung à, đang làm kinh doanh thì chúng ta cũng hãy tập trung à, ok chưa. Rồi đó là cái cách thứ nhất. Cái cách thứ hai là thay đổi công việc. Nếu cái công việc hiện tại nó không giúp cho bạn tăng thu nhập được thì bắt buộc chúng ta phải thay đổi. Nếu hồi chiều mà bạn nào đọc cái bài của mình, hồi chiều mình có viết một bài lên Facebook và chút xíu nữa các bạn có đọc à, bài à, mình ghi là bài 136 đó, cần dũng cảm dừng lại và thay đổi à, các bạn chờ mình uống nước chút. Các bạn vào sau các bạn hãy giới thiệu về các bạn đi, xem livestream giới thiệu họ tên mình, giới thiệu mình ở đâu, là lĩnh vực gì, ngành nghề gì, để mọi người cùng biết về các bạn luôn. Các bạn xem livestream mà các bạn cứ lặng lặng à, các bạn cứ lặng lặng không à, mà các bạn không chịu xem à, các bạn không chịu giới thiệu thì các bạn mất đi cái nguồn lợi. Bao nhiêu người trên khắp mọi miền đất nước muốn kết nối với các bạn mà, nên các bạn hãy giới thiệu về mình, lĩnh vực kinh doanh của mình, và biết đâu đó chúng ta sẽ kết nối được những cái cơ hội mối quan hệ với những cái con người tuyệt vời đang chịu khó ngồi xem livestream và học hành đấy à, nên là chúng ta cần phải biết à, à, bạn Hương đã đọc bài 136 rồi, tuyệt vời à, vậy thì nếu mà chúng ta à, làm việc không hiệu quả thì chúng ta hãy thay đổi công việc của mình, đặc biệt là những bạn đang làm công. Mình ví dụ với các bạn, có một bạn kia làm ở bên ngân hàng và mức lương mới có 10 triệu một tháng à, à, và bạn muốn thay đổi công việc để bạn có thu nhập. Bạn thấy những phụ huynh khác à, đóng tiền cho con đi học mà mấy chục triệu một tháng, và bạn hỏi mình là làm sao để em đạt được như người đó. Mình kêu nếu mà em muốn đạt được như đó thì em phải rời bỏ cái ghế này đi. Cái ghế này nó chỉ giúp cho em gì à, chỉ có 10 triệu một tháng thôi, hãy thay đổi công việc đi. Và mình nói cho các bạn, mình lưu ý cho các bạn đang làm công ở một cái chỗ này, lâu nay là bạn là người lao động, nếu bạn thay đổi công việc sang cái dạng gì, người sử dụng lao động, đó là người làm kinh doanh, người boss đó, thì bạn sẽ cảm nhận hoàn toàn khác. Tại sao mình không nói cái từ ông chủ mà mình nói một cái từ khác để các bạn cảm nhận hơn, là hãy chuyển sang người sử dụng lao động. Hãy nhớ cái từ khóa này, các bạn nốt vô các bạn sẽ nhớ hơn, các bạn sẽ thấm hơn. Từ người lao động hãy chuyển sang người sử dụng lao động. Từ người đang bị người khác xem mình là người lao động, người bị người khác sử dụng lao động, thì bạn hãy chuyển sang là người gì à, người sử dụng lao động. Bạn sẽ thấy cái góc nhìn của bạn hoàn toàn khác biệt, khác biệt lắm à. Các bạn bên kênh YouTube các bạn like cái kênh của mình đi, chưa thấy bạn nào like hết. Bên kênh YouTube á, các bạn giới thiệu về các bạn like để cho mình biết à. Ký bên kênh Facebook của các bạn hãy like, các bạn hãy chia sẻ về nhà các bạn à. Các bạn thấy cái từ người sử dụng lao động, cái từ này là cái từ vô cùng giá trị nếu ai đó ngộ ra. Và nếu bạn muốn ngộ ra thì bạn hãy đi theo cái chuỗi chương trình của B-Training. Tại vì B-Training thiết kế từ năm 2009 tới giờ, mình chỉ chia sẻ cho bạn duy nhất một điều, đó là làm sao để các bạn trở thành boss, và làm sao bạn trở thành một người master trong lĩnh vực là người sử dụng lao động. Ok chưa? Sử dụng công nghệ, sử dụng máy móc, tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời.
Và điều này là bạn sẽ cảm nghiệm ngay. Bạn sẽ đánh giá ra được đúng cái giá trị của mình, bạn sẽ nhìn nhận ra được cái giá trị của mình ngay. Bạn sẽ cảm nghiệm ra được cái góc độ của người lao động và góc độ của người sử dụng lao động là nó hoàn toàn khác nhau ngay. Hoàn toàn khác biệt ngay. Và khi như thế nào à? Khi mà bạn chuyển qua bên người sử dụng lao động thì cái khả năng bạn tăng thu nhập là vô cùng gì à? Vô cùng khả thi. Đó là lý do vì sao mà các bạn thấy hơn 8, thậm chí 90% những người khá giả trong xã hội này là những người làm kinh doanh hết. Bởi vì làm kinh doanh, mình chỉ nói các bạn đơn giản này, một ngày bạn có, ok chưa, 10 tiếng đồng hồ để đi làm. Và nếu mà bạn làm là người lao động thì chắc chắn một ngày bạn chỉ có 10 tiếng thôi, mà 10 tiếng đó nó không phải là của bạn, mà của cái người sử dụng lao động, họ mua 10 giờ đó của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn là người sử dụng lao động thì một ngày bạn có 10 giờ lao động giống như tất cả những người kia. Bạn nhận ra không? Giống như tất cả những người kia. Bạn nhận ra không ạ? Là của riêng bạn. Tuy nhiên, bạn có hơn nhiều người nữa. Bởi vì nếu bạn sử dụng một lao động thì cái người lao động đó họ có thêm 10 giờ cho bạn. Và nếu bạn có thêm 10 người đang làm việc cho bạn thì bạn có tới 100 tiếng lận. Cộng với 10 giờ của bạn nữa, bạn có 101 tiếng lận. Vậy thì cái bài toán ở đây là gì? Nếu mà bạn chỉ là người lao động thì bạn chỉ có duy nhất một ngày khoảng 10 tiếng để các bạn đi làm. Còn nếu bạn là người sử dụng lao động thì cái quỹ thời gian của bạn nó tăng lên không giới hạn, tùy theo năng lực của bạn. Bạn làm việc tới đâu, cái khả năng bạn sử dụng lao động tới đâu là cái quỹ thời gian, ok chưa, của bạn nó càng lớn lên. Và các bạn thấy không, nếu một người lao động thì một ngày chỉ có 10 tiếng đi làm, và cái người sử dụng lao động kia họ có 10 nhân sự thì một ngày họ có tới 110 tiếng. Thì bây giờ mình hỏi một câu hỏi, mình hỏi cho bạn nè, ai sẽ thu nhập nhanh hơn, ai sẽ tạo ra tiền nhiều hơn, ai sẽ tăng nguồn thu nhập nhanh và lớn hơn? Các bạn có cảm nhận ra điều này không ạ? Cảm nhận không ạ? Nếu các bạn thật sự mà các bạn cảm nhận ra điều này thì các bạn hãy nhanh chóng dịch chuyển. Và đó là cái cách mà chúng ta tăng thu nhập. Tại sao chúng ta phải tăng thu nhập? Tại sao chúng ta phải tăng thu nhập? Bởi vì sao ạ? Bởi vì để đạt được mục tiêu trong cuộc đời này, đạt được kế hoạch trong cuộc đời này, nó đi liền với đồng tiền. Không có đồng tiền, chúng ta sẽ không đạt được mục tiêu, những bài học trong cuộc đời này. Đó là điều chắc chắn. Bạn Hương nói rằng em đã làm những điều thầy dạy cách đây một cách kiên trì, và sau 3 năm đúng với những điều thầy dạy, đến nay em hạnh phúc vô cùng về tài chính, về thời gian cho gia đình. Hy vọng các anh chị cũng sẽ hành động ngay. Hương Missy, các bạn thấy chưa? Bạn Hương Missy là bạn vô cùng tập trung. Bạn Hương Missy bạn rất là tập trung. Từ một người cô giáo rồi ra đi dạy là tập trung, đi thẳng đường luôn. Và bây giờ bạn đạt được những cái thành quả trước mắt đó, mới là 3 năm đầu thôi. Và năm tiếp theo là năm thứ tư, rồi năm thứ năm bạn sẽ đạt những thành quả cao hơn. Trong 3 năm đầu là 3 năm đi chậm nhất, 2 đến 3 năm tiếp theo là bạn đi nhanh chút xíu, rồi sau đó là bạn sẽ đi cực nhanh. Các bạn thấy chưa, đó là cái cách để tăng thu nhập. Vậy thì cái vừa rồi mình nói các bạn đã điều thứ hai quá. Hãy thay đổi từ người lao động chuyển sang người sử dụng lao động, các bạn sẽ thấy mọi thứ nó sẽ khác biệt, khác biệt vô cùng. Tiếp tục, bạn cái thứ ba là bạn cần ép thêm kiến thức mới, kinh nghiệm mới, kỹ năng mới hoặc một phẩm chất mới. Ok chưa? Bạn hình dung ra chỗ này chưa? Bạn cần ép thêm kiến thức mới, kỹ năng mới, kinh nghiệm mới hoặc là gì à? Hoặc là một cái phẩm chất mới trong con người của các bạn nếu các bạn muốn tăng thu nhập.
nếu mà các bạn ví dụ như bạn như thế nào à, bạn chứ ten suốt ngày suốt tháng nó chỉ có bao nhiêu đó không à, bạn chưa có cái kiến thức gì mới, bạn chưa có cái năng lực gì mới. Mình ví dụ đây, mình ví dụ với các bạn thôi, mình ví dụ thôi à, mình à, cái công việc kinh doanh mình vẫn làm bình thường, rồi mình đứng lớp mình vẫn làm bình thường, rồi mình vẫn đầu tư đất đai bất động sản làm bình thường à, thì các bạn thấy không, gần đây mình đầu tư thêm một cái lĩnh vực mới, mình nghiên cứu một lĩnh vực mới, đó là lĩnh vực viết sách à, các bạn thấy chưa, lĩnh vực viết sách. Và các bạn mới thoáng một cái, bây giờ mình đã ra được 4 quyển sách, và Tết sau này mình sẽ ra thêm một cái quyển sách, đó là quyển sách thứ 5, các bạn thấy không ạ. Vậy thì khi mình đầu tư vào cái kiến thức và kinh nghiệm của việc viết sách, và lập tức các bạn thấy không ạ, mình tăng thu nhập không ạ, tăng thu nhập. Các bạn thấy chỉ cần mà các bạn xem livestream này về và chút xíu thôi, sẽ có những bạn sẽ mua sách của mình, sẽ mua nguyên bộ sách của mình liên tục. Ngày nào trên khắp mọi miền đất nước, có những bạn cũng nhắn tin xem trên YouTube, xem trên Facebook, và các bạn nhắn tin các bạn mua nguyên bộ sách của mình à, à, trên trang Tiki, trên tất cả các nơi đều các bạn qua ngoài nhà sách Fahasa đi, nhà sách Phương Nam đi, toàn bộ hệ thống trên toàn quốc này đều có sách của mình à, các bạn lên Amazon, kể cả cái quyển Beyond the Way sang tiếng Anh đều có sách của mình à, các bạn thấy chưa. Vậy thì từ lúc mình ép thêm một cái kiến thức mới đó, mình ép thêm một lĩnh vực mới đó, thì lập tức nó như thế nào à, mình lập tức mình có tăng thu nhập thêm à. Một cái câu hỏi đặt ra là bạn muốn tăng thu nhập, bạn đã có kế hoạch để nâng cao cái kiến thức và kinh nghiệm của mình chưa à, hay là bạn cứ suốt ngày bạn bám vào cái công việc đó, rồi bạn cứ rên rỉ than thở, cái giá trị bạn tới đâu thì thu nhập bạn sẽ tăng lên tới đó, đó là điều chắc chắn à. Bạn có chịu tìm hiểu đốc kết để livestream như vậy không? Và từ lúc mình livestream mình cũng tăng thu nhập, bởi vì sẽ có những bạn sẽ mua sách của mình, có những bạn tới nhờ mình tư vấn à. Các bạn nhận ra điều này chưa? Vậy một cái câu hỏi đặt ra là các bạn có sẵn sàng để ép cho mình một cái kiến thức mới, ép cho mình một cái kỹ năng mới hay không? Hay là các bạn cứ chỉ biết ngồi đó rên rỉ than thở thôi à. Nó là cái ông Thái Văn Ngô này nè à, ok, mạng xã hội đa cấp gì đó mà cứ suốt ngày đi quảng cáo, chịu không nổi, hãy ra làm kinh doanh à, làm kinh doanh, mở công ty, làm business đàng hoàng đi bạn Ngô ơi, Thái Văn Ngô ơi, đừng cứ làm như mấy cái đa cấp rồi nó mất công lắm à, mình nói cho bạn biết, hãy tạo ra cái sự nghiệp cho mình đi, đừng cứ xây dựng sự nghiệp cho người khác, ok chưa. Mấy ông đa cấp thì đi đâu cũng quảng cáo, chịu không nổi cho mấy ông này luôn đó à. Nó là các bạn hãy nâng cao kiến thức và kinh nghiệm của mình, hãy nâng cao kỹ năng của mình, chúng ta còn trẻ, chúng ta có sẵn sàng học hỏi và quyết tâm cho cái con đường đó à. Nhưng bạn có sẵn sàng không ạ à? Các bạn hãy tìm những cái lớp học, tìm những cái nghiệp vụ mới, một cái ngành nghề mới, một cái gì đó mình đam mê và mình làm được. Mình chọn cái viết sách bởi vì mình thấy rằng là mỗi sáng sớm mình thức dậy sớm, mình có thói quen mình thức dậy sớm à, sau khi mình chạy thể dục xong thì mình vào là nó mới có 5:30-6 giờ à, thường thường 7:30-8 giờ thì mình mới bắt đầu vào cái công việc chính của mình. Thì cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian mà mình ngồi mình viết sách, và từ lúc đó mình rèn luyện cái kỹ năng à, mới này thì tự nhiên à, mình ra sách đều và một cái kỹ năng của mình nó tăng lên à. Mình lưu ý cho những ông kinh doanh đa cấp, các bạn kinh doanh đa cấp thì các bạn đừng có vào mấy cái kênh của mình các bạn quảng cáo, bởi vì nó như thế nào à, nó mất công bạn thôi. Bởi vì mình thấy mấy ông đa cấp đó là mình gạt ra liền, và mình luôn cảnh báo cho các bạn lên xem là đừng có đi làm đa cấp, mình không có chơi đa cấp xấu dở đó, mà nó mất công lắm. Bởi vì các bạn đi làm cho người khác, các bạn đi ca ngợi người khác, các bạn làm cho công ty em quay là suốt ngày bạn đi tung hô em quay thì bạn có gì hay ho đâu. Dĩ nhiên là bạn đi kiếm tiền, mình không có phủ nhận cái việc bạn đi kiếm tiền, nhưng nếu mà bạn suy nghĩ cao hơn, tốt hơn thì bạn hãy xây dựng doanh nghiệp cho mình và đi quảng cáo doanh nghiệp của mình, ok chưa. Mấy ông đa cấp có hình dung không ạ à? À, còn các bạn nào đó mà đã từng làm đa cấp thì các bạn hiểu được cái mình nói rồi, những gì mình mà nói rồi, các bạn đâu ý ra điều nào à? À,
Nếu mà bản lĩnh, nếu mà giỏi giang thì hãy đi xây dựng doanh nghiệp cho mình, đừng có đi làm cho mấy ông đa cấp. Đa cấp là cũng có thể là cái bước đầu chúng ta đi tập thành bán hàng kết nối rồi cho nó quen thôi. Còn bản lĩnh đó thì hãy đi xây dựng doanh nghiệp cho mình và đi quảng cáo doanh nghiệp của mình suốt cả đời. Đi quảng cáo doanh nghiệp của mình mà còn không có thời gian để đi quảng cáo kia, hơi sức nào đi quảng cáo doanh nghiệp của người khác. Ok các bạn ơi. Tiếp theo là nếu mà các bạn muốn tăng thu nhập thì các bạn có thể là một cái thứ tư, đó là có thể là chúng ta thay đổi cái địa bàn của mình. Thay đổi cái địa bàn, nếu mà bạn nào đi làm công thì chúng ta có thể thay đổi địa bàn của mình là chúng ta nói như thế nào ạ? Chào bạn Trần Tân. Ok, chúng ta thay đổi địa bàn của mình thì chúng ta cũng cũng như thế nào ạ? Nó giúp cho chúng ta tăng thu nhập các bạn. Đó là lý do vì sao mà có nhiều bạn ở ngoài quê, ở ngoài nông thôn, ở ngoài miền Trung đi vào Sài Gòn để làm việc. Ở đây nó thu nhập nó cao hơn. Đó là vì sao có nhiều bạn họ đi ra nước ngoài. Mình đi qua Thái Lan mình gặp những người Việt, chúng ta qua bên Thái Lan làm việc. Mình qua bên Singapore mình gặp những người Việt, chúng ta qua Singapore làm việc. Bởi vì sao ạ? Bởi vì sao các bạn ơi? Bạn Trung kia, mình đang live stream, mình không có rảnh mình trả lời cái này. Bạn chỉ cần comment một cái là biết rồi. Bạn không cần phải đi spam nó như vậy. Mình rảnh mình không có thể đi giải quyết cái quyển sách cho bạn được. Mình đang bận live stream mà, mình đang nói cái nội dung về live stream mà. Bạn Trung hình dung không ạ? Bạn không cần phải đi spam cái tin nó như vậy. Nó chỉ cần vậy là mình biết rồi. Mình đang bận nói chuyện về live stream mà. Bạn chỉ cần một cái tin là mình nhìn mình thấy rồi. Nó là mình muốn nói với các bạn rằng là tăng thu nhập của chúng ta, thay đổi cái khu vực khác tăng thu nhập. Hoặc là những bạn đang làm kinh doanh, bạn mở một cái quán phở ở cái khu vực này rồi thì bạn như thế nào ạ? Bạn mở thêm quán phở ở một khu vực khác nữa là tự lập tức bạn sẽ tăng thu nhập. Còn bạn không biết cách mà mở thêm quán phở ở khu vực khác nữa thì bạn như thế nào ạ? Bạn phải đi học cái cách để làm sao chúng ta nhân từ một quán phở qua hai quán phở, ba quán phở. Nói đi nói lại rồi, cái gì muốn phát triển thì cũng phải đi học thôi. Tự nhiên ngồi mà mò chúng ta không có làm được. Cái con đường đi học là con đường nó nhanh, nhanh biết đi. Những cái người mà họ biết đó, họ đúc kết cái kinh nghiệm lại, họ chỉ cho chúng ta nó nhanh lắm. Nó không có cần phải lâu, không có lòng vòng gì hết. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Ví dụ như hoặc là các bạn nào đang là doanh nghiệp cũng vậy, các bạn muốn tăng thu nhập của mình lên thì các bạn tăng nhân viên lên, tăng số lượng đơn hàng lên. Ví dụ như là một tháng các bạn 15 đơn hàng thì bây giờ các bạn lên mục tiêu là một tháng như thế nào ạ? Một tháng lên 20 đơn hàng. Bản thân mình cũng vậy, trong lĩnh vực đào tạo của mình muốn tăng thu nhập lên thì bình thường cái lớp á của mình dao động là 50 học viên thì mình lên kế hoạch mục tiêu cho nhân viên của mình, nó làm sao là một tháng một lớp nó tăng lên 60 học viên và một tháng diễn ra 10 lớp. Các bạn thấy chưa, một lớp chỉ cần tăng lên bao nhiêu ạ? 10 học viên thôi mà một tháng diễn ra 10 lớp như vậy thì mình tăng lên 100 học viên thì tự nhiên cái khoản thu nhập mình nó tăng lên. Bạn hình dung chưa? Cái đó là cái cách để chúng ta tăng thu nhập. Một người nhân viên một ngày họ xử lý được, ví dụ hiện tại là bạn có 3 nhân viên một ngày họ xử lý được 15 đơn hàng thì bạn tuyển thêm một nhân viên để nó xử lý được mà thêm 3 đơn hàng hoặc 5 đơn hàng, nó là lập tức cái thu nhập của chúng ta nó tăng lên. Nên là chúng ta trong năm 2019 này, các bạn phải lên kế hoạch để mà thu nhập chúng ta nó tăng tốt lên, không có để nó lòng vòng như vậy hoài. Đặc biệt là những bạn mà đang đi làm công thì bó tay rồi, bạn cứ bị bó hẹp đâu đó thì hãy suy nghĩ cái cách để làm sao thu nhập của chúng ta nó tăng lên chứ. Tại sao chúng ta phải giới hạn cái thu nhập chúng ta nó như vậy được? Nó là cái khát khao các bạn tới đâu. Bạn có cái kế hoạch gì, mục tiêu trong cuộc đời mình, và cái điều đó là bạn phải cố gắng để bạn làm được. Chào bạn Nguyễn Tấn Đạt. Tiếp theo là thứ năm là hãy nhận trách nhiệm thêm về mình. Các bạn đi làm công á, lý do mà bạn không thu nhập cao nữa là
là bạn bị trong tư duy á, sếp giao thêm việc thì bạn bạn cứ sợ mệt, bạn cứ sợ làm nhiều, thì làm sao chúng ta thu nhập cao được. Hãy nhận nhận lãnh thêm cái trách nhiệm về cho mình, làm việc nhiều hơn. Các bạn phải mê tiền chứ, các bạn phải đam mê công việc và phải đam mê tiền chứ. Và muốn sếp mà đồng ý giao việc cho mình thì mình phải học và mình sẽ luyện, mình phải học mình luyện thì mình mới có thu nhập được. Làm việc thì không chịu làm thêm, nhận lãnh trách nhiệm thì không chịu nhận lãnh thêm mà cứ đòi tăng lương, thì lương ở đâu trả cho các bạn? Phải giúp công ty có doanh thu thì mới có lương cho chúng ta chứ. Suốt ngày thì cứ đòi lương, đòi thưởng, đòi chính sách, nhưng làm thì lại làm biếng, hở chút á là đi trễ, hở chút là về sớm, hở chút á là tránh việc, hở chút á là như thế nào, là lãng việc, là đi trốn ở đằng sau, đi ra toilet đứng đó một chút xíu, ăn gian được cái gì ăn ăn gian, và suốt ngày thì đòi tăng lương. Các bạn thấy các bạn có mâu thuẫn không? Bạn hãy dịch chuyển sang người sử dụng lao động đi, bạn có chấp nhận những cái con người nó như vậy hay không? Hãy thay đổi góc nhìn đi thì bạn sẽ biết. Mình muốn tăng thu nhập thì mình phải quý trọng đồng tiền, mình muốn tăng thu nhập thì mình phải tăng cái kỹ năng của mình lên, nhưng lại không chịu. Đi làm về buổi tối thì không chịu nâng lên tay nghề gì hết, đi làm về buổi tối thì không chịu luyện công gì hết, mà lúc nào thì cũng đòi muốn tăng thu nhập. Một người với những bạn làm kinh doanh muốn tăng thêm thu nhập trong cái việc này thì rất là đơn giản, bạn hình thành thêm một lĩnh vực mới, bạn hình thành thêm một sản phẩm mới. Ví dụ như bạn Hương Messi, các bạn không à, Hương Messi thì hồi giờ bán nước hoa, thì gần đây bạn hình thành thêm một lĩnh vực mới, đó là lĩnh vực gì à? Lĩnh vực mỹ phẩm, ok chưa? Và cái lĩnh vực mỹ phẩm đó nó sẽ giúp cho bạn như thế nào à? Bạn lại tăng thêm thu nhập tiếp. Và những bạn làm kinh doanh cũng vậy đó, dù bạn mở một cái quán phở, lâu nay bạn chỉ bán phở thôi, thì có thể là bạn thêm gì, thêm cái món gì, món món gì đó các bạn, món món gì ăn như bánh mì bò gì 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 đó, tự nhiên mình quên rồi, phở bò thì nó đi liền với cái món gì mà hay ăn với bánh mì á, có nấu chung với cà rốt, gọi là cái món gì tự nhiên mình quên mất các bạn, thì tự nhiên mình sẽ tăng thêm thu nhập, tự nhiên mình bán thêm được cái món đó nữa. Các bạn chưa, hoặc là mình tăng thêm mình bán nước, thì lập tức mình sẽ tăng thêm cái thu nhập liền, mình tăng thêm cái bò kho, đúng rồi, cảm ơn bạn Khang nhiều, cảm ơn bạn Khang, đúng rồi, bò kho, tự nhiên quên mất cái tên đó. Mình diễn tả mà các bạn cũng biết được. Các bạn Vượng thì nói là sức vang, biết tết, ok, bò kho, tuyệt vời. Đó, chấm 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 chấm, nôm na nó là như vậy đó. Thì lập tức chúng ta sẽ tăng thêm cái thu nhập liền. Các bạn không ạ? Vậy thì trong năm 2019 này, kể cả các bạn làm con và kể cả các bạn làm doanh nghiệp, bạn hãy như thế nào Bạn hãy suy nghĩ được cái cách để làm sao chúng ta tăng được cái thu nhập của mình lên, tăng thu nhập của mình lên, đừng 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 cái gì đừng có ý vậy rồi hy vọng một ngày nào đó ai đó ban phát cho mình, hy vọng một ngày nào đó ông chủ ông sẽ tăng lương cho mình, hy vọng một ngày nào đó ông chủ ông sẽ thưởng cho mình nhiều hơn. No, đừng có suy nghĩ theo cái cách đó. Mình hãy chủ động, mình thiết kế một cái plan rất là rõ ràng và mình chạy tới, mình nói thẳng với ông chủ doanh nghiệp liền, em muốn tăng thu nhập và anh làm, anh giao cho em cái việc gì mà có thu nhập cao thì em sẵn sàng em làm, và nếu cái việc đó em làm không được thì anh sẵn sàng anh luyện cho em hay không, anh sẵn sàng anh chỉ cho em biết để làm sao mục tiêu của em là em tăng thu nhập. Bảo đảm với các bạn, ông chủ nào ông cũng thích cái con người nó như vậy đó.
Không có ông chủ nào bỏ bê những con người mà khát khao nó như vậy hết. À, nên cái vấn đề ở đây mình muốn gửi đến các bạn rằng là các bạn có khát khao và đam mê tăng thu nhập hay không? Đam mê tăng tiền hay không? Nhắc lại tại sao chúng ta phải tăng thu nhập? Vì để đạt được mục tiêu trong cuộc sống cần phải có tiền. Muốn có nhà thì phải có tiền. Muốn cưới vợ cũng cần phải có tiền. Muốn mua xe cũng cần phải có tiền. Muốn đi du lịch thì cũng phải có tiền để mua vé máy bay chứ. Nó là gắn liền với tiền mà. Tất cả mọi thứ nó đều gắn liền với tiền mà. À, sao cũng được, miễn sao là cái thu nhập chúng ta nó tăng lên là tốt rồi. À, rồi. Thứ sáu. Thứ sáu thì chúng ta, nếu các bạn nào làm công, tại vì cái chủ đề này tăng thu nhập và nói với hai nhóm luôn mà nói song song vậy đó. Thứ sáu là hãy làm theo công việc, đừng có lãnh lương theo tháng. À, ý ở đây là các bạn muốn tăng thu nhập á, là các bạn phải nhận làm khoán, đừng có làm theo tháng, đừng có lãnh lương theo tháng, nhận làm khoán. Dù là giải quyết hết bao nhiêu công việc đó thì là bao nhiêu tiền, hãy nhận làm khoán. Nếu các bạn nào đang đi làm công và sẵn sàng trao đổi với sếp là sếp khoán, hoặc là trao đổi dư sếp, nói thẳng với sếp luôn, em làm bấy nhiêu đó, em cần bấy nhiêu này tiền, em không cần tiền lương của sếp. Miễn chừng nào em xong em chịu trách nhiệm. Và khi các bạn chịu trách nhiệm thì bạn mới tăng thu nhập cao được. À, làm khoán, đừng có làm kiểu làm công ăn lương chán lắm. À, và không có thể tăng thu nhập được. Tháng đó bạn làm tốt hay bạn làm giỏi gì sếp cũng trả bấy nhiêu tiền các bạn thôi mà. Nó không có động lực. Muốn tăng thu nhập thì phải làm khoán. Và một người chủ doanh nghiệp, ở góc độ một người chủ doanh nghiệp, các bạn muốn tăng lên, các bạn muốn tăng lên thì các bạn phải như thế nào à? Các bạn cũng khoán cho nhân viên luôn, thì nhân viên nó sẽ làm được nhiều hơn. Giao khoán cho nhân viên luôn. À, bạn vừa hiệu quả, bạn vừa không phải quản lý nhiều, bạn không phải là quan tâm nhân viên nó làm cái nhờ giờ nào. Ví dụ như hiện tại mình có cái nhân viên IT nè, nhân viên IT của mình nè. À, thằng bé này nó mới có 23 tuổi thôi. Nhưng mà nó ok, nó khác cái nhân viên IT trước. Cái bạn nhân viên IT trước á, là làm ngồi đó cả ngày, lương lãnh tháng cũng 6-7 triệu gì đó. Nhưng cái đứa nhân viên IT mới của mình nè, nó vô nó làm việc cho mình khoảng 15 ngày thôi, nó mới hiểu hết toàn bộ cái quy trình công việc. Nó hiểu hết toàn bộ quy trình công việc, cái nó mới đề xuất với mình. Nó là cái công việc của công ty mình á, thì làm việc A, việc B, việc C, việc D, việc E này nè. Mà nói đúng rồi, công việc của công ty á. Vậy thì những cái công việc này thì nó nói với mình luôn. Nó là vậy thì em đâu nhất thiết em tới công ty đâu. Em không nhất thiết em tới công ty, em cũng không cần tới công ty đâu. À, miễn là em ngồi ở đâu cũng được. À, anh giao em là em hoàn thành hết là được rồi. Mình kêu ok, tốt. À, và thế là cái đứa đó bữa nay nó đâu có thèm lên công ty đâu. Nhân viên mà nó đâu thèm lên công ty đâu. À, một ngày nó như thế nào à? Khi nào mình cần á, thì mình như thế nào à? Mình gọi em nó lên là nó lên thôi. Mình nhớ là một tuần mình gặp nó được bữa hai bữa, hoặc là có bữa có tuần không thèm gặp luôn. Nhưng mà mọi việc là làm nó làm ok hết. Thì có cần gì là mình tạo một cái group ở trên Facebook và mình làm việc với bạn thôi, thế là xong. Và thế là dĩ nhiên rồi, nó vẫn lãnh lương một tháng bao nhiêu đó. Và thế là nó sẽ đi làm ở công ty khác, hoặc là nó nhận ở chỗ khác nó làm. Và các bạn thấy không, nó nhận ba giấc như vậy, các bạn thấy một tháng lên được mấy chục triệu không? À, chúng ta hãy có cái cách làm việc rất là năng động và tuyệt vời nó như vậy. À, có rất nhiều cách để chúng ta tăng thu nhập của mình mà. Và mình cũng không cần các bạn nhân viên đó ngồi, tốn thêm chỗ ngồi thêm chứ được gì. Chả cần phải tốn thêm chỗ ngồi, tốn thêm không gian nó thêm chứ gì. Nó ngồi đó nó tốn thêm tiền điện rồi thêm gì, mình còn được lợi, nó còn được lợi nó, miễn sao nó giải quyết xong công việc của mình là sao.
các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời, nó có rất là nhiều cách để chúng ta tăng thu nhập. Như vừa rồi mình chia sẻ đến các bạn 6 cách để tăng thu nhập rồi, còn 4 cách nữa. Vậy thì hồi nãy giờ các bạn thấy những cái chia sẻ mình có hết không ạ? Tối mai mình còn chia sẻ bạn 10 cách, nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Tuyệt vời lắm các bạn. Chịu khó học hỏi là cái đầu chúng ta nó phát triển và nó tuyệt vời lắm. Bây giờ mình dừng lại một ít phút để mình giới thiệu sơ về mình. Mình tên là Nguyễn Thái Duy. Hiện tại mình là người sở hữu vườn ươm doanh nhân Bee Training. Và mình thành lập nó năm 2009. Và dĩ nhiên nơi mình là chỉ chuyên chia sẻ và đào tạo giúp các bạn ra làm chủ doanh nghiệp. Nên nhớ làm chủ doanh nghiệp. Và các bạn nào khát khao làm chủ doanh nghiệp, làm chủ doanh nghiệp, thì các bạn đi học theo cái quy trình của mình thì chắc chắn các bạn sẽ đạt được mục tiêu đó. Mình là tác giả của những quyển sách sau. Quyển sách thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Nếu các bạn muốn ra làm kinh doanh và bạn đang khát khao, thiếu lửa, thiếu nhiệt huyết, thì các bạn hãy đọc cái quyển sách này, các bạn sẽ khát khao ngay. Cái quyển sách thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Trong cái quyển sách này mình chia sẻ bạn 101 bài học trong kinh doanh. Bạn sẽ học và bạn có từng bài học từng bước từng bước. Bạn chỉ cần lật cái phụ lục của cái trang quyển sách này ra thôi là bạn sẽ thích liền. 101 bài học trong cái phụ lục này. Ví dụ như nè, bạn bán với giá bao nhiêu, đó là một bài. Cái bài này nó giải thích làm sao bạn bán hàng với giá bao nhiêu. Chưa bán đã lo thương hiệu, vậy khi nào chúng ta làm thương hiệu? Khảo sát thị trường dành cho doanh nghiệp nhỏ, đó là cái bài khác, ok chưa? Hãy trở thành người kể chuyện giỏi, đó là một bài khác nữa. Hãy biết sử dụng triệt để thế giới online, đó là một bài khác nữa. Bán hàng, ok chưa? Rủi ro luôn đến với những người không mong có rủi ro, ok. Các bạn thấy không ạ? Nó từng bước, cái quyển sách này nó từng bước. Và bạn nào mà đang làm kinh doanh thì bắt buộc cái quyển sách này là phải quyển sách gối đầu giường của các bạn. Cái quyển sách thứ tiếp theo của mình, quyển sách thứ ba của mình, đó là 100, ok chưa, 101 bài học trong kinh doanh online. Mình chia sẻ bạn 101 bí quyết trong kinh doanh online. Lật ra cái phụ lục là các bạn thấy đúng 101, từng bước một. Lật ngay cái phụ lục ra là các bạn sẽ thấy ngay. Ví dụ, ok chưa, rà soát lại những việc đã làm, hoặc là ông chủ Facebook thích gì, hoặc là 6 cách tránh mất khách hàng trên Facebook, live stream trên Facebook và YouTube như thế nào, ok chưa, hoặc là yếu tố nào trở nên bạn khác biệt trên online. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời. Cái quyển sách thứ tư của mình là quyển Beyond the Way. Cái quyển này là quyển bằng tiếng Anh. Cái này là mình phân phối cho thị trường nước ngoài. Vậy thì ngay bây giờ các bạn nào xem cái live stream này, các bạn sở hữu 3 cái quyển sách này. Giá bìa của 3 quyển sách này là 330.000. Bạn inbox số điện thoại cho mình, bỏ số điện thoại này. Và các bạn như thế nào các bạn sẽ sách sẽ được giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Trên khắp mọi miền đất nước, bạn nào mà mua 3 quyển này luôn thì free ship cho các bạn trên khắp mọi miền đất nước luôn. Sách giao về nhà các bạn rồi các bạn mới chuyển tiền cho cái người giao sách đó trên khắp mọi miền đất nước. Các bạn ở đâu được, hãy inbox số điện thoại xuống và các bạn sẽ được add vào cái group. Cái group đó là cái group dành cho những người có sách của mình. Các bạn sẽ có cơ hội kết nối cả ngàn người ở trong cái group đó. Các bạn, mình sẽ chia sẻ những bài học kinh doanh trong cái group đó. Ở ngoài này thì mình chia sẻ những bài học phát triển bản thân thôi, còn kinh doanh là mình chia sẻ ở trong cái group đó. Ok chưa? Và như thế nào? Và mình sẽ follow trả lời những câu hỏi trong kinh doanh trong cái group đó. Cái đó là những cái điều mà các bạn đạt được khi các bạn mua quyển sách này. Ok, tuyệt vời mà, rất là tuyệt vời. Bây giờ mình đợi tiếp. Cái cách nào để chúng ta tăng thu nhập? Cách thứ bảy. Cách thứ bảy thì những bạn, ok chưa, những bạn mà có nhà rộng, ok chưa, thì chúng ta như thế nào? Chúng ta quy hoạch cái nhà mình lại để chúng ta cho thuê.
Và khi chúng ta cho thuê thì tự nhiên chúng ta tăng thu nhập. À, ok, bạn Đỗ thì Thứ An. Các em nó sẽ liên hệ với em. Các bạn không dùng chưa? Để như thế nào ạ? Để chúng ta tăng thu nhập. Hoặc là cái nhà bạn rộng, chỉ cần cho thêm một người vào ở thì các bạn cũng tăng thu nhập đó được cái tháng đó. Cuộc sống chúng ta cần phải tích lũy để chúng ta có tiền mà. Nhà bạn rộng thì bạn tăng thu nhập. Các bạn hiểu chưa? Chỉ trừ trường hợp là bạn đã thu nhập tiền bạc bạn nhiều rồi thì bạn mới không quan tâm tới cái đó thôi. Còn khi mà bạn chưa có đủ tiền, mục tiêu tài chính bạn chưa đạt được. Ví dụ như mình, hiện tại mình đang ở cái căn nhà của mình nè. Thì hiện tại như là mình đang ở, mình thưởng cho bạn rồi. Mình ở trong một cái khu dân cư nó rất là cao cấp. Không có đổi, sách là không có đổi. Ok, ở mình không có cái gì là đổi sách đó. Sách bạn mua thì bạn đọc không được thì bạn như thế nào à, bạn tặng cho người khác chứ sao lại đi đổi sách. Ok, nên là mình không hiểu các bạn suy nghĩ nó như thế nào. Tự nhiên sách mua về rồi đi đổi sao được. Bạn mua về một là bạn đọc, còn bạn đổi là bạn bè bạn đổi với nhau chứ. Ok, chứ làm sao tự nhiên bạn mua của mình rồi bây giờ bạn đòi bạn đi đổi với mình. Ok, không biết bạn suy nghĩ như thế nào. Ok, rồi. Vậy thì như thế nào à? Ví dụ như là người này đi đổi sách cho người kia thì ok, cái phương án đó ok. Hoặc là bạn mua sách bạn đi tặng, bạn đọc xong rồi bạn thấy ok nó thì bạn đi tặng. Các bạn nhận ra điều này chưa? Vậy thì chúng ta phải quy hoạch, ví dụ là nhà của chúng ta nó quá rộng thì chúng ta hãy như thế nào à? Hãy đi thuê, cho người khác thuê. Còn trường hợp mà tài chính bạn cao quá thì bạn mới thưởng cho mình. Ví dụ như bản thân mình thì mình ở cái khu quận 2, ngay cái khu quận 2, một cái trung tâm của mình nó rất là văn minh hiện đại, nó rất là an ninh. Thì một cái căn của nhà mình là hiện tại nó trị giá khoảng từ 5 tỷ rưỡi cho tới 6 tỷ. Thì mình đang ở trong như vậy để gì? Để mình thưởng cho gia đình của mình. Nó rất là yên tĩnh, nó đầy đủ, nó tiện nghi, nó không thiếu một cái gì hết. Các bạn hình dung chưa? Vậy thì nó như thế nào? Nó đó là mình đã thưởng cho mình rồi. Còn các bạn chưa có thì các bạn phải tích lũy, các bạn ở căn nhà nhỏ hơn, ở chặt hẹp hơn để chúng ta đạt được mục tiêu tài chính. Và khi chúng ta đạt được mục tiêu tài chính thì chúng ta mới đạt được những mục tiêu khác trong cuộc sống. Chúng ta tích lũy. Các bạn nào nhân viên văn phòng cũng vậy, ok chưa? Các bạn nào nhân viên văn phòng cũng vậy. Được, ba cuốn mì dân đồ quay được, mì dân đồ quay mỗi ngày một chút thôi và cuốn mì lớn được em. Em báo với các em nó liên hệ với em đó. Các bạn chung chưa? Nghĩa là sao à? Ví dụ như là các bạn nào làm doanh nghiệp và cái văn phòng của bạn nó đang rộng quá. Bạn đang có văn phòng nó quá rộng. Thì bạn cho những bạn khởi nghiệp nó vô. Nó chung với doanh nghiệp của bạn, nó ở một cái góc nào đó và các bạn có thêm thu nhập. Tiền từ cái gì à? Từ cái bạn của doanh nghiệp khởi nghiệp đó. Tại doanh nghiệp khởi nghiệp đó họ mới bắt đầu nhưng mà họ cũng cần cái văn phòng. Thì chúng ta thêm vào. Các bạn hình dung chưa? Nên là chúng ta hãy biết kết hợp, hãy về xem lại cái nguồn lực của mình. Hoặc là các bạn nào có chiếc xe con mà cái chiếc xe con của bạn, bạn không đi nhiều, để thì chi phí nó rất là lớn. Thì các bạn có thể gì? Dùng cái chiếc xe con đó để tăng thu nhập. Là bằng cách gì? Cho người khác mướn để chạy Uber. Hoặc là các bạn liên hệ với Long A Bình. Các bạn quăng cái chiếc xe con mình cho Long A Bình. Thì Long A Bình hàng tháng sẽ trả cho bạn bao nhiêu tiền đó. Các bạn Long A Bình hồi nãy mà mình nói với các bạn đó, trong nhóm Action đó. Ok chưa? Vậy các bạn thấy tuyệt vời mà. Nó có rất là nhiều cách. Nhiều cách để chúng ta tăng cái thu nhập của mình. Nhiều cách lắm các bạn ơi. Nhiều cách, ok chưa? Nó là cái ở đây mình muốn nói với các bạn có chịu khó để gì để tìm cách để tăng thu nhập của mình không ạ? Cái cách thứ tư, cái cách thứ bảy rồi, cách thứ tám đó là nếu mà bạn nào mà không biết cách tăng thu nhập bằng cách nào thì các bạn hãy biết tiết kiệm, hãy biết tiết kiệm. Bạn nào mà thu nhập thấp quá thì các bạn phải biết tiết kiệm. Cảm ơn bạn Khang Vlog.
Các bạn hãy biết tiết kiệm cái cuộc sống của mình, bản thân mình cũng chi tiêu tiết kiệm, mình chi cái gì, tiêu gì cho nó đúng là đúng thôi. Cái mình luôn báo cho các bạn biết này. Ok bạn Thủy, em cứ cho số điện thoại là được rồi. Chúng ta hãy biết cách tiết kiệm. Và các bạn cứ thấy người khá giả, các bạn tưởng rằng họ không tiết kiệm, không phải. Các bạn nên nhớ nè, mình ví dụ cho các bạn nè. Ví dụ bạn có 500 ngàn trong túi, thì bạn tiêu sạch hết 500 ngàn. Để mình phân tích cái bài toán về tiền để cho các bạn thấy nè. Bạn có 500 ngàn trong túi thì bạn tiêu sạch hết 500 ngàn. Cái người mà khá giả họ biết cách như này, họ cũng có 500 ngàn trong túi như bạn. Họ biết cách để cho nó nở lên 5 triệu. Rồi họ mới dùng khoảng 500 ngàn đó họ đi tiêu. Thì trong túi họ còn bao nhiêu nữa các bạn? Bây giờ mình hỏi các bạn để các bạn nhận ra đó. Bạn, cái người mà nghèo á là trong túi họ có 500 ngàn, họ đi tiêu hết 500 ngàn. Cái người mà khá giả họ có 500 ngàn, họ làm cho nở lên 5 triệu, rồi họ mới dùng 500 ngàn đó họ đi tiêu. Vậy bây giờ mình hỏi với các bạn, ai tiền nhiều hơn à? Ai tiền nhiều hơn à? Các bạn thấy chưa? Người nghèo là họ tiêu sạch mất cái tiền gốc luôn. Còn cái người khá giả đó, họ là nở lên 4 triệu rưỡi, rồi họ mới tiêu đi 5 triệu. Họ mới tiêu đi 500 ngàn đó. Rồi từ 4 triệu rưỡi đó, họ làm nó nở lên 40 triệu đến 50 triệu, rồi họ mới tiêu tiếp cái 5 triệu đó. Rồi họ tiêu đi 5 triệu thì họ vẫn còn 45 triệu, rồi họ làm cho nở nó từ 45 triệu họ nở lên 400 đến 500 triệu, rồi họ mới lại tiêu 40 50 triệu triệu đó. Nên là bạn thấy cái người khá giả họ bỏ một cái chuyến đi du lịch rất là nhiều. Họ tưởng họ hao phí, không phải, họ làm ra rất nhiều tiền rồi họ dùng cái tiền đó họ đi thưởng. Còn cái người kia mà có 500 triệu họ mất tiêu hết. Bạn uyên định, bạn không biết cách từ 500 ngàn tăng lên 5 triệu thì bạn hãy đi học cái lớp của mình. Và tất cả những học viên trong lớp của mình đều biết cách làm cái này. Bạn nhận ra điều này chưa? Bạn hỏi câu hỏi này là mình biết là bạn hoàn toàn không hiểu về cái cuộc chơi tài chánh. Bữa bạn nào có xem cái live stream của mình, và mình đã chứng minh cho các bạn thấy rồi, người ta trong túi chỉ có 5 tỷ mà người ta tạo ra doanh thu 50 tỷ. Có các bạn nào đã xem cái live stream đó chưa? Và bạn nào xem cái live stream đó thì các bạn comment xuống. Bạn Bùi Đình Phúc là đã đi học lớp làm chủ doanh nghiệp rồi đó. Và các bạn mà không hiểu cái đó thì rõ ràng cái tài sản các bạn nó đang khó khăn lắm. Ví dụ nè, gia đình mình nè, Tết năm nay đi ăn Tết ở Hà Lan nè. Và một suất đi như vậy á, nó 70 triệu. Báo cho bạn biết là ba gia đình của mình, ba người, là các bạn thấy bay hơn 200 triệu đúng không? Nhưng những người mà họ không biết á, thì họ thấy trời ơi, mình có một bạn nó làm mình nghề hớt tóc. Nó làm mình nghề hớt tóc á. Mỗi lần mình tới hớt tóc của nó đó, là nó hỏi, ồ năm nay bạn có đi đâu, năm nay bạn đâu, sắp tới có đi nước ngoài, mà nói đi. Rồi bắt đầu là mình, như vụ năm vừa rồi là mình đi ăn Tết ở Dubai. Và khi mình ăn Tết Dubai, mình về cái nó hỏi, vụ rồi đi ăn Tết Dubai, người hết bao nhiêu tiền, mình nói mỗi người hết 50 triệu á. Cái nó là gia đình mày về ba người 150 triệu, trời nó tính xong nó làm nó kêu trời ơi. Đi chơi một cú mấy ngày hết 150 triệu, nó làng vậy đó. Nó nói cả cái tiệm hợp tấm nó vậy đó. Nhưng các bạn không có hiểu rằng là một năm người ta thu nhập rất là lớn và người ta bỏ một chút xíu tiền đó. Cái đó là một chút xíu tiền thôi để người ta tăng thưởng cho người ta thôi. Như cái bài toán hồi nãy á. Người A có 500 ngàn, người B có 500 ngàn. Người A họ dùng 500 ngàn đó họ tiêu sạch hết. Thậm chí họ trở thành người nghèo luôn. Người B họ có 500 ngàn. Họ biến 500 ngàn đó thành 5 triệu. Họ mới lấy 500 ngàn đó họ tiêu. Trong túi họ vẫn còn 4 triệu, triệu rưỡi. Họ dùng 4 triệu rưỡi đó họ tăng nó lên tới 50 triệu. Rồi họ mới tiêu. Họ dùng 4 triệu rưỡi đó họ tiêu. Trong túi họ còn 4,
15 triệu. Họ dùng 45 triệu đó họ tăng lên 500 triệu. Rồi họ mới dùng 45 triệu đó họ tiêu. Các bạn nhận ra điều nào không ạ? Họ càng tiêu mà họ càng có tiền rất là nhiều. Còn cái người kia là mất luôn cái gốc rồi. Họ mất cái gốc ngay từ đầu rồi. Bạn Nguyễn Tấn Lợi nè, Lợi năm nay em bao nhiêu tuổi em nói cho mọi người biết đi Lợi ơi. Lợi hình như là có 18, 20 tuổi gì đó. Lợi đã biết cách kiếm tiền rất là tuyệt vời đó. Bạn Yên Định không biết thì đi học hỏi Lợi đi. Lợi là người mà ở dưới Vĩnh Long á, bay chạy lên trên mình học đó. Bây giờ mới 18, 20 tuổi đó mà đã biết cách kiếm tiền rất là tuyệt vời đó. Dĩ nhiên bạn mới luyện thôi. Lợi mới là người bập bẹ vào nghề thôi. Nên là chúng ta phải biết cách. Nếu chúng ta không biết cách á thì chúng ta đi tiêu ăn mắc gốc luôn. Có bao nhiêu tiền là ăn sạch luôn. 21 tuổi đó hả Lợi? Cứ tưởng em 18, 20 tuổi gì thôi à. Nhìn nhỏ nhỏ nhưng mà tuổi nhiều quá hả Lợi? Chừng nào có vợ em? 21 tuổi chừng nào có vợ? Lo làm để cái nhà sắm cửa có vợ đúng không? Đó là chúng ta tiết kiệm ở đây không có phải là ngồi. Mà ý ở đây mà nói là tiết kiệm ở đây là không có phải là ngồi. Ngồi đó có 500 ngàn không dám tiêu. Tiết kiệm ở đây là mà nói là đừng bao giờ tiêu mất cái gốc. Mất tiêu cái gốc đi tiền đâu mà tiêu. Ok không? Các bạn có nhận ra điều nào không ạ? Cái điều thứ nãy giờ mình nói tới điều thứ mấy là điều thứ 9. Ok chưa? Cái điều thứ 9. Cái điều thứ 9 là cái điều gì ạ? Cái điều là bạn hãy như thế nào ạ? Bạn Phúc khuyên bạn Lợi là hãy nhanh có vợ đi. Dạ em đang kiếm tiền cưới vợ thôi ơi, tuyệt vời. Cưới vợ sớm đi em. Có bạn Huỳnh Văn Đinh năm 22 tuổi nó có vợ rồi em. Nó giỏi lắm. Bây giờ nó 24 tuổi mà nó có nhà, có cửa, có xe. Ok, có kỳ này nó đi Hà Lan, mình vợ chồng nó đi Hà Lan nhưng mà nó đi ăn Tết ở Hà Lan nhưng mà nó. Hôm nay nó mới có 24 tuổi. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Nó ra nó kinh doanh lúc nó 18 tuổi. Bây giờ nó có nhân sự, nhân viên. Ok, doanh thu công ty nó một tháng mấy tỷ. Ok, nó có nhà, cửa, xe cộ hơi, nó có mấy miếng đất. Nó có một cái căn nhà ở quận 2 với mình nè. Vừa rồi mình rủ nó mua ở bên này luôn đó. Các bạn thấy giỏi không ạ? Rất là giỏi, năm nay 24 tuổi à. Ok chưa? Rồi. Cái điều thứ 9 là các bạn hãy như thế nào ạ? Làm thêm một cái gì đó. Ví dụ như là bạn nào đi làm công thì buổi tối bạn về, bạn chịu khó bạn nuôi cá cảnh. Ví dụ đi. Thì cái việc nuôi cá cảnh đó nó giúp cho bạn có thu nhập. Lâu lâu con cá cảnh nó lớn lên và bạn đem đi bán. Tức là bạn làm thêm một cái gì đó. Làm thêm một cái gì đó ở nhà. Tập tành ra làm kinh doanh. Ôi nhiều bạn giỏi lắm Khang ơi. Nhiều bạn giỏi lắm. Em chưa biết đâu. Mình chia sẻ 9 năm rồi mà. Mình ra mình mở chương trình này 9 năm rồi mà. Nên các em nó giỏi giang lắm. Các bạn dùng chưa? Nó là nó như thế nào ạ? Bạn nuôi cá cảnh, bạn trồng rong cảnh, bạn bán và bạn vẫn có thu nhập. Đồng bằng ngày thì bạn vẫn cứ đi làm. Ba ngày thì vẫn cứ đi làm thêm. Lớp thành lập doanh nghiệp năm nay còn không thầy? Năm nay mà còn gì nữa? Tết rồi mà gì nữa? Qua Tết có lại, bạn quan tâm thì bạn để lại số điện thoại hoặc là bạn add Zalo 0937939598. Thì các bạn phụ trách sẽ liên hệ với em. Học lớp làm chủ doanh nghiệp 0937939598. Bên mình là chỉ hướng dẫn các bạn làm chủ doanh nghiệp thôi. Mình không hướng dẫn cái con đường nào khác đâu. Phải ra làm chủ doanh nghiệp và sở hữu doanh nghiệp. Đó là cái con đường mà nó bền vững nhất trong xã hội này. Các bạn hãy nhận ra một cái lĩnh vực làm thêm. Hãy tạo ra một lĩnh vực làm thêm. Bản thân mình đây nè, các bạn thấy mình live stream cũng là cái cách để mình làm thêm. Giờ này các bạn thấy không? Giờ này mọi người ngủ rồi. Thì nếu mà mình mà không live stream thì mình ngồi mình viết sách. Bạn hiểu chưa? Và khi mình live stream như vậy thì các bạn biết về mình, các bạn mua sách của mình, các bạn hiểu chưa? Các bạn có thể đăng ký học những khóa học của mình, hoặc các bạn như thế nào
Các bạn càng biết mình hơn thì các bạn ra ngoài kia các bạn thấy có bốn quyển sách của mình, các bạn mua hết bốn quyển sách của mình, các bạn thấy không ạ? Và cái thương hiệu của mình nó càng lan tỏa, và các bạn quen biết mình thì sau này mình có dự án bất động sản, mình có ABK này kia thì mình báo các bạn thấy mấy bữa. Bạn nào theo dõi Facebook của mình các bạn thấy không ạ? Mình chỉ cần rao bất động sản của mình trên Facebook thôi là các bạn thấy không? Mọi người không đi xem luôn mà mọi người mua luôn. Đến nỗi mà mấy bạn mà nó làm môi giới bất động sản nó còn la làng luôn, mà nó là trời ơi, nó kêu mình bán bất động sản nhưng mà nó sợ luôn. Mình chỉ cần rao lên Facebook thôi là lập tức mọi người vô mua liền. Các bạn biết dự án vừa rồi là 8 lô. Mình rao trên Facebook từ một đêm tới sáng mọi người chốt sạch hết 8 lô. Các bạn tuyệt vời mà. Vừa rồi mình cũng đang ra một cái dự án mà nó mới có nội bộ thôi. Và mình bung cho bạn kia và bạn kia chưa kịp mua, tới chị bạn hỏi lại thì còn duy nhất cơn lô à. Bạn nói trời, bạn nói trời thầy bán bất động sản mà kinh khủng. Mà nói đúng rồi, tại mấy dự án bất động sản mình làm mấy dự án giá gốc mà, từ chủ đầu tư ra các bạn thôi, không qua một cái trung gian nào hết. Nên các bạn đó nó quen mình rồi, nó biết rồi, nó biết mấy dự án đó là của mình. Mình chưa nói là nó mua, bởi vì nó mua chắc chắn là nó có lãi. Giấy tờ hợp lệ hết, mọi thứ hợp lệ, mình luôn luôn bán những cái dự án đó. Không hợp lệ không bao giờ mình làm, đi đường dài mà. Ok, các bạn thấy Dung tuyệt vời mà. Nghĩa là chúng ta làm cái gì thì chúng ta cũng phải có một cái plan từng bước và đi một cái lộ trình rất là rõ vậy đó. Các bạn thấy là tại sao gần đây các bạn thấy mình livestream nhiều, bởi vì Tết rồi bắt đầu mình rảnh nhiều hơn, nghỉ Tết rồi rảnh nhiều hơn. Có cách đây mấy ngày mình nói vui, cách đây mấy ngày có người bạn của mình hỏi mình là, dĩ nhiên là bạn chat qua Facebook thôi, bạn hỏi mình nghỉ Tết chưa. Mình nói là nghỉ Tết rồi, 20 Tết là nghỉ rồi, bây giờ là chỉ có làm những công việc ở nhà rồi thôi. Bạn nói nghỉ sớm quá làm gì, bạn nói bây giờ bạn còn lăn ra. Bạn là mình nói nghỉ Tết sớm bây giờ sướng lắm, chỉ có ăn chơi và đi tán gái thôi. Bạn đó cười quá trời luôn. Bạn nói đúng rồi, đúng rồi. Ok, cuộc đời mà nói cuộc đời giờ sướng lắm, chỉ có hai việc thôi. Giờ chỉ có từ đây tới Tết là ăn chơi và đi tán gái thôi. Cái bạn cười kha 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 kha. Bạn nói đúng là đời như vậy nó sướng kinh khủng. Ok, đúng đó các bạn, đúng. Chứ bây giờ còn lăn ra đi kiếm tiền nó khổ kinh khủng. Mà nói với các bạn đó. Ấy và thực sự mà nói vui như vậy chứ. mà nói vui như vậy thôi chứ các bạn biết là mấy ngày nay mình được chốt được mấy cái điều bất động sản rồi đó. Ok à. Rồi tối mình rảnh lên mình livestream với các bạn. Sách thì mình cũng đã viết từng bước. Các bạn thấy hồi chiều nào các bạn lên Facebook là các bạn thấy mình có đưa lên một cái bài viết của mình đó, và cái bài đó mình sẽ đưa vào sách đó. Ok chưa? Mấy ngày nay rảnh rỗi thì chúng ta phải làm việc đó, và những việc đó nó giúp cho mình tăng thêm thu nhập. Ok, các bạn thấy điều này tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Đó. Vậy thì một cái câu hỏi ở đây là bạn có cái công việc gì để bạn làm thêm chưa? Bạn có một cái công việc gì để bạn làm thêm chưa? Và cái điều thứ 10 nó lợi hại này. Vậy thì kế hoạch 1-2 năm nữa để bạn tăng thu nhập thì một cái kỹ năng mới và một cái kiến thức mới để 1-2 năm nữa bạn tăng thu nhập đó là cái gì? Cái đây là mình đang chia sẻ cái của mình. Mình đang nói cái bí mật của mình đó. Mình luôn luôn nghĩ trong đầu của mình, nếu 3 năm nữa mình tăng thêm một luồng thu nhập mới đó là cái gì? Bạn hình dung chưa? Và đó là lý do mà mình luôn biết cách để tạo ra. Cách đây 3-4 năm trước mình suy nghĩ là nếu 3 năm nữa có thêm một nguồn thu nhập mới của mình là gì, là hồi đó mình nói là sách. Và thế là cho tới bây giờ các bạn thấy mình có 4 quyển sách rồi, sắp tới là 5 quyển sách, cho hạch mình tới 10 quyển sách là các bạn mình có một luồng thu nhập từ sách. Bạn thấy chưa? Và bây giờ mình cũng nghĩ ra được là 3 năm nữa mình có thêm nguồn thu nhập từ gì tiếp. Tại vì cái gì để chúng ta có thu nhập từ đó thì chúng ta phải xây dựng từ bây giờ. Tại sao mình chọn thu nhập từ sách các bạn biết không ạ? Tại sao mình chọn thu nhập từ sách các bạn cứ muốn mình bật mí không ạ? Bởi vì sách á, các bạn nên nhớ nè, sách là một cái sản phẩm các bạn thấy nó đơn giản vậy nhưng nó cực kỳ lợi hại. Lợi hại cái gì các bạn biết không ạ? Bởi vì bạn đầu tư chỉ có một lần, bạn làm một có một lần, nhưng bạn thu nhập mãi mãi. Ok, các bạn thấy tuyệt vời mà, tuyệt vời, I love my life, quá tuyệt vời.
Chỉ đầu tư có một lần thôi mà nó thu nhập mãi mãi. Ok bạn Thảo, tại nhân sự nó đang nghỉ Tết đó em, từ từ các em nó rảnh nó sẽ lên tương tác với em. Các bạn hình dung ra điều này này chưa? Như vậy mà chúng ta cứ in ra đó, đó là lý do vì sao mình tạo ra cái nguồn thu nhập từ sách. Và cho tới bây giờ mình ra được 4 quyển sách, qua Tết mình ra thêm một sách, quyển sách tới năm. Thì đây những bạn muốn nói mình là hãy mở ra cái lớp viết sách đi để chia sẻ. Mình là người làm thật việc thật. Đây những người ngoài kia mở những cái lớp viết sách mà chính cái ông đó chưa bao giờ viết ra được quyển sách. Nhiều lúc nó cũng hài các bạn ha. Hài. Vô cùng hài. Mình viết cho tới 4 năm quyển sách rồi mà đầy những người năng nỉ mình chia sẻ cái lớp viết sách đời. Ok chưa? Và mình kiểu ok, năm 2019 này mình sẽ mở ra, trong năm đó mình sẽ mở ra hai cái lớp viết sách để mình chia sẻ. Thì mình sẽ có một lớp vậy mình lấy học phí khoảng 5 triệu thôi. Các bạn thấy chưa? Mỗi lớp khoảng 3 người học thì mình cũng có được một khoản. I love my life. Các bạn thấy chưa? Tuyệt vời mà. Tuyệt vời. Vậy thì ở đây mình muốn nói với các bạn rằng, vậy thì trong vòng 3 năm nữa một nguồn thu nhập mới của bạn, đó là cái nguồn thu nhập gì? Bạn đã trả lời được chưa? Và nếu mà bạn luôn có cái hạch suy nghĩ như vậy, ok chưa? Thì tự nhiên các bạn sẽ có một nguồn thu nhập vô cùng tuyệt vời. Và bản thân mình nó như vậy. Các bạn thấy như vụ năm nay, gia đình mình là một năm là 2 lần đi nước ngoài. Năm nay là gia đình mình ăn Tết ở Hà Lan. 3 người, mỗi người là 70 triệu. Các bạn thấy chưa? 3 người là 210 triệu. Cái đó là cái tiền đi, chưa nói cái những cái tiền gì khác, nó sẽ hơn nhiều. Và mọi người nhìn vô là mọi người thấy ô, đó là một cái khoản thu nhập nó rất là cao, một chi phí rất là cao. Mọi người nghĩ đó là chi phí, nhưng mà mình nghĩ đó là cái tiền thưởng cho mình. Bởi vì sao những cái khoản thu nhập của mình, và mình xứng đáng để mình được thưởng những nó như vậy. Các bạn hình dung chưa? Và hè này gia đình mình lại đi tiếp. Các bạn hình dung chưa? Nghĩa là ý ở đây mình muốn nói là hãy lên một cái kế hoạch rất là chi tiết để chúng ta làm sao tăng thu nhập của mình. Vừa rồi mình có chia sẻ bạn cái lớp mà chiến lược kinh doanh ngày Tết đó, những bạn ở trong group đó hơn 100 bạn đó. Đó, và những bạn học đó là về hiện tại cái Tết này cũng giúp cho họ có thu nhập. Bạn hình dung chưa? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn xem cái live stream của mình tối mai cũng 9 giờ đến 9 rưỡi mình sẽ chia sẻ cho các bạn về một chủ đề, nhiều chủ đề lắm. Hôm nay mình chưa nói, nhưng mà chủ đề của mình nó cũng liên quan đến tiền, nó liên quan đến phát triển cuộc sống, nó sẽ liên quan tới kinh doanh. Tối mai mình sẽ chia sẻ cho các bạn tiếp. Và bây giờ bạn nào mua sách của mình thì các bạn comment số điện thoại xuống thì sách sẽ được gửi đến các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Và các bạn sẽ được add vào cái group của những người sở hữu sách của mình. Các bạn sẽ được mình chia sẻ kinh doanh trong đó. Các bạn sẽ được kết nối với tất cả mọi người trên khắp mọi miền đất nước ở trong cái group đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn buổi tối ngủ rất ngon.